chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả hàng bảo à, trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay bảo xin mời các bạn cùng nghe qua câu chuyện của chị tuyết à, câu chuyện này đó thì xảy ra cho chính chị là người chứng kiến hồi trước á, thì khi mà còn nhỏ thì chị tuyết sống với lại ông ngoại và ông ngoại cũng có một cái đứa cháu nội à, tên là thì anh phúc này với chị tuyết thì tuổi cũng xem xem với nhau và giống như là bà con cô cậu đó và hai người thì sống chung nhà với ông ngoại cho đến khi tới lớn khoảng cái tầm hai mươi mấy tuổi thì anh phúc bắt đầu đi ra nước ngoài theo cha của mình ra nước ngoài cha mẹ của anh phúc thì ở ngoài đó và khi mà anh phúc đi ra ngoài đó đó thì có làm một cái nghề và cái nghề này là đi biển Và sống ở nước Mỹ thì khi mà đi biển đó Đi vào cái đoàn tàu của anh Phúc thì đi cả tháng là Xin lỗi các bạn là đi khoảng 5-6 tháng mới về Mỗi một lần đi như vậy là 5-6 tháng mới về Thì anh Phúc sống ở bên đó khá là lâu Cũng ít năm gì đó Thì có một lần anh Út mới điện về quê Lúc đó đó thì anh Phúc đang ở ngoài biển và khi điện bưu, bưu phẩm gì đó thì khi mà điện để cho ở ở bên Việt Nam hay là anh nói rằng á là xong cái chuyến này thì anh về. Mà cái chuyến này đó thì chỉ còn có khoảng tầm là 4 5 ngày nữa thôi là tàu sẽ bắt đầu cập bến. Ở nhà thì mừng lắm mà đặc biệt là chị Tiết nữa. Cái tình cảm anh em sống chung với nhau rất là lâu và thời gian ít năm nay đó thì anh Phúc anh đi ra nước ngoài cái tình cảm anh em gắn bó với nhau hơn 20 năm rất là nhớ luôn và bây giờ đó biết được cái tin anh Phúc cho hay là sắp sửa về cho nên là ở nhà kêu bằng ai cũng mừng đó. mà đặc biệt là chị Tiết nha cứ trông ngóng hoài 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 cho tới cái ngày đó để anh mình về thì không may khoảng chừng 3 ngày sau thì cái nhóm tàu của anh Phúc á, người ta mới báo về rằng anh Phúc đã gặp tai nạn và chết trên tàu. Nghe được cái thông tin này thì các bạn cứ liên tưởng đi. Một người đang chờ trong người thân của mình trở về sau bao nhiêu năm dài xa cách. Điếm từng giờ từng khắc để được gặp người thân của mình trở về quê. Và như cái lời của anh Phúc nói á, thì lần này anh Phúc về Việt Nam là anh ở luôn ở Việt Nam chứ anh không đi nữa. Cái nỗi vui mừng á, chưa có được hưởng hết thì bây giờ lại mang một cái tin dữ tới. Làm cho chị Tuyết kêu bằng suy sụp luôn. Tại vì cái tình cảm anh em rất là gắn bó. Thì dẫu sao á, anh Phúc anh đã cũng mãn phần rồi. Và trước khi anh chết, anh có cái ý nguyện là về Việt Nam. Cho nên là cha của anh Phúc mới là quyết định sau khi mà nhận thi thể của anh vào bờ rồi đó nhận thi thể xong rồi sẽ đem lên à, làm đúng cái thủ tục quả tán rồi đem về Việt Nam cái ngày mà nhận thi thể từ trên tàu xuống á, dòm thấy cái thi hài của anh Phúc á, mà ba anh Phúc mới kêu bằng xỉu lên xỉu xuống tại vì khi mà chết ở ngoài biển á các bạn thì người ta sẽ đông đá ở ngoài đó Đông đá xong rồi đó thì đợi tới vô trong bờ rồi mới lấy lên Cái thi thể con người mình phải ướp chung với đá Rồi khi mà đem lên á Có thể là do đá hay là cái gì đó Mà làm cho cái khuôn mặt của anh Phúc phân nửa bên mặt Tới lỗ tai luôn là nó bầm tím hết trơn Mà nhìn rất là ghê Cảnh tượng mà cái người thân của mình Chết mà lại Mình tự liên tưởng á tới cái việc mà ướp trong cái thùng đá rồi đem về mà giờ nó tím tái hết trơn ai mà chịu nổi và được cái người bạn ở trong cái chuyến tàu đó đó với lại những người người ta đi tàu đó thì người ta mới nói về cái chết của anh phúc cái hôm đó thì anh phúc rất là vui cái kiểu mà giống như là điện thoại về uh, báo về tin là, là sẽ về việt nam đó cứ nôn nóng nôn nao tới cái ngày mà tàu về bến để mình có thể thu xếp và về Việt Nam ở luôn. <laughs> thì lúc mà anh gọi giờ thì cũng tầm sáng cho đến trưa thì tự dưng anh bị bệnh. mà bệnh thì cũng nhẹ thôi kiểu giống như là uh, mệt người rồi sốt sốt chút đỉnh, nói chung là cái bệnh nó không có gì đáng kể cả. Với lại á, ở trong tàu thì cũng có bác sĩ và y tá người ta đi theo Tại vì đi mỗi chuyến như vậy là 5-6 tháng mới, mới, vào bờ Thì phải có bác sĩ và y tá ở đó Và người ta khám người anh á, thì thấy cũng bình thường Anh vô trong đó, anh vô trong cái phòng y tế đó, đó Thì uống thuốc giờ giờ này nọ chút xíu rồi nó cũng khỏe lại Anh đi ra thì mọi người đều thấy anh bình thường hết trơn á Cho đến khoảng chiều anh vô anh nằm nghỉ Thì đến 8 giờ tối Người ta thấy lâu quá anh không có ra thì có người mới đi vào trong cái khoang của anh á mà giống như là kêu sao mà lâu quá không ra này nọ. Tới chừng họ đi vào thì đã phát hiện cái xác của anh Phúc cứng đơ rồi. Một cái chết rất là thương tâm, một cái ý nguyện định về Việt Nam nhưng mà chưa kịp hoàn thành. Thì sau khi mà nhận xác xong hết á cha của anh Phúc á mới là quyết định là đem đi quả táng quả tán xong rồi giờ mới chọn cái ngày làm thủ tục để mà về Việt Nam thì cái ngày hôm đó đúng vào cái ngày đi về Việt Nam nha nhưng mà khoảng cái tầm 4 giờ sáng cái lịch trình đó là phải 7 giờ sáng mới bắt đầu về nhưng mà mới khoảng 4 giờ sáng thôi thì những cái người bạn đó, đặc biệt là hai cái người bạn thân nhất của anh Phúc ở bên Mỹ uh, hai người đó cũng là người Việt Nam và hai anh đang nằm ngủ đồng thời cả hai người đều nằm chung một cái giấc mơ là trong giấc mơ á, thì họ thấy là họ đang nghe điện thoại đang nằm ngủ thì điện thoại nó ren một cái giấc mơ cực kỳ thật luôn thì anh mới đứng dậy và anh chờm tới anh lấy cái điện thoại anh nghe thì trong cái lúc mà nghe điện thoại á, thì mới hỏi là ờ ai ở bên kia thì cái giờ đầu dây bên kia nói chuyện với một cái giọng rất là buồn luôn Tao nè Tao là thằng Phúc nè Tụi bay ở lại nghe Tao về, tao về Việt Nam Đây sắp tới tao không gặp tụi bay nữa đâu Thì hai cái người bạn này nằm cùng một giấc mơ Và nghe đúng như cái điện thoại Ông nào cũng nằm mơ thấy là điện thoại reo rồi nghe Và khi nghe là nghe đúng cái câu đó Giống như là một cái lời giả từ như vậy thì một hồi sau á, cả hai anh đều giật mình thức dậy và kể cho, cho nhau nghe là cái giấc mơ của mình trải qua nếu mà một người nằm mơ thì có thể là ừ thương nhớ bạn bè rồi uh, giống như là ngày nghỉ uh, ngày suy nghĩ uh, rồi đêm nằm mơ theo kiểu như vậy nhưng mà cái này lạ một cái là hai người nằm cùng một giấc mơ mà cả hai giấc mơ đều là nghe điện thoại như nhau và cái lời nói từ bên kia cái âm điệu cho tới câu từ đều giống hệt như nhau hết nhưng mà lúc đó đó hai cái anh này thì kiểu nghĩ là còn sớm quá mà bây giờ nói sao giờ thôi cứ ngồi nằm lại mà ngủ đâu có được đâu tại vì cái lúc mà điện thoại á, thì điện thoại trong giấc mơ á, thì không có nhớ là bạn mình chết Giật mình thức dậy rồi kể cho nhau nghe thì hai người đều ứa nước mắt ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó đó là đã hơn 4 giờ rưỡi rồi còn cái chỗ của cha anh Phúc á, anh cha anh Phúc đang chuẩn bị 7 giờ là bắt đầu xuất phát, thì lúc đó đó mấy bữa nay là lấy xác của anh Phúc đau lòng, rồi làm thủ tục, làm việc này việc kia, ông rất là mệt, cho nên là ông ngủ và dự định là ngủ tới tầm 6 giờ mấy đó, thì mình dậy là bắt đầu nó nó cũng kịp giờ rồi. thì cái lúc đó là khoảng 5 giờ, cha anh Tý đang nằm, đang nằm ngủ rõ ràng đã nằm ngủ như vậy thì mới nghe mới nghe có cái tiếng bước chân từ bên ngoài đi vô và đi rất là chậm nó chậm hơn so với bình thường dữ lắm nếu mà cái người bình thường người ta đi á, chậm gì chậm thì cái giống như tơ kiểu mà mình điếm một hai ba đi một hai ba thì cái đó là cực kỳ chậm rồi mà còn cái người này á cái tiếng bước chân đi vô là nó chậm kỳ lắm chậm hơn cái đó nữa thì đang ngủ mà tiếng bước chân ai đi thì kệ người ta cha của anh Phúc cứ nằm yên ở đó mà ngủ nhưng chỉ ngủ được một lúc thì cha của anh Phúc cảm giác được cái tiếng bước chân đó đang dằn dằn tới cái chỗ của mình nhưng mà cha anh Phúc không có mở mắt ra tới khi mà ông nằm ông nằm chút xíu nữa thì làm như cái người đó đang đứng kế bên nha và đồng thời á khiêu ông một cái Khiều ông cái đầu ông còn chưa có giật mình nữa khiêu thêm một cái nữa thì ông mới giật mình ông mở con mắt ra thì khi mở mắt ra thì trời đất ơi hình dáng của anh phúc mặc cái bộ đồ rất là đẹp ngay hồi trước anh ưa có thích mặc cái bộ đồ mà cái áo bông á cái quần dài và cái áo màu bông rất là mới và sặc sỡ thì nhưng mà cái lúc này đó thì dòm vào cái khuôn mặt thì ở nửa khuôn mặt của anh phúc nó bầm tím y như cái lúc mà nhận cái xác anh về vậy trong khi cha của anh phúc đang giật mình chưa hiểu vì sao kiểu mà giống như mới ngủ thức dậy mà thì anh phúc của anh mới nói cái mặt anh buồn dữ lắm mà anh nói á tới giờ rồi cha ơi tới giờ rồi về việt nam về việt nam cha ơi thì sau khi mà nghe cái câu nói đó đó lúc này thì trong tâm trí của cha anh phúc đã nhớ rằng con mình đã chết và bây giờ mình gặp, gặp ngay trước mặt mình luôn. Nhưng chỉ sau câu nói đó thì anh Phúc lập tức biến mất. Một cái hình ảnh xuất hiện rất là nhanh và đi cũng rất là nhanh. Chỉ có thể để lại một câu nói là Ừ cha ơi giờ Việt Nam tới giờ rồi. Cha anh Phúc không phải nằm mơ mà là thấy trong hiện thực luôn nha. Thì lúc đó thấy như vậy rồi đó. Một phần vì thương con cái nó chết rồi nhưng mà nó vẫn muốn về việt nam thì lúc này đó cha anh phúc ti là trong lòng cũng có cái sự bất an hơi sợ sợ biết rằng là con của mình nhưng mà nó mới chết mà đã hiện hồn về trước mặt mình rồi thì nếu mà nói không có cái gì đó sợ trong người thì không có đúng có thì có nhưng mà thương nó thì nhiều hơn cái cha anh phúc ngồi đó mà kiểu đàn ông mà đau lòng thì đau lòng chứ nước mắt cũng khó rơi lắm kiểu mà giống như ngồi mà rưng rưng thôi thì lúc này điện thoại của cha anh phúc mới reo reo lên cha anh phúc mở máy ra thì thấy máy đó, số máy đó đó là bạn của anh phúc và cái người bạn đó chính là hai người bạn vừa nằm mơ trước cái lúc mà ông năm xin lỗi các bạn là trước cái lúc mà cha anh phúc gặp anh phúc hiện về đó là khoảng cái tầm mười mấy hai mươi phút thôi cái hai người đó gọi và nói bác ơi À, bữa nay mấy giờ rồi bác ra phi trường bác về bảy ờ, giờ con rồi hai người lần lượt kể lại cái giấc mơ của mình thì cha anh phúc nghe sầu não lắm chẳng những con của mình nó hiện về cho mình thấy mà nó đã báo mộng trong giấc mơ cho hai người bạn nó biết là nó sẽ về việt nam và nó sẽ không quay trở lại đây nữa Ông mới bước ra và ông ôm cái hài cốt của con mình vào lòng. Rất là thương tâm các bạn. Cái tình cảnh đó những người trong cuộc mình đặt trường hợp mình là 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 cái người trong cuộc mà khi mà người thân á trước khi chết nói muốn về Việt Nam. Chỉ sau mấy ngày thì cái việc đó lại không hoàn thành được và phải chết nửa chừng. Đến khi chết rồi chỉ có mấy ngày sau là đã từ giả bạn bè để mình về Việt Nam và hối thúc người cha phải dậy để đi về Việt Nam. Thì cái việc đó những người trong cuộc sẽ cực kỳ đau lòng. Sau khi mà cha anh Phúc đưa anh Phúc về Việt Nam rồi đó thì đúng như cái lời, cái ý nguyện của anh Phúc trước khi chết cũng như là dông hồn của anh Phúc hiện về thì gia đình mới quyết định đó, là chôn anh phúc ở cái nơi mà anh sinh sống ở việt nam tức là phía sau nhà của ông ngoại cái ngày mà chôn cắt là chị tiết kêu bằng khóc hết nước mắt luôn chỉ có thể là dòm được cái hình ảnh của anh phúc khi mà cha anh phúc đi nhận xác đó rồi sợ là người việt à, bà con ở việt nam nè sẽ không được nhìn cái thi thể của con mình cho nên là ông mới chụp hình và quay phim lại một chút xíu Có cái là đau lòng quá cho nên là cái đoạn video á Để mà quay cái hình ảnh đó thì nó rất là ít Và những cái tấm hình thì có chụp Chụp cái thân thể của anh Phúc một phân nửa bên á Ở cái khuôn mặt đó, nó đã bị tím tái hết Trông rất là ghê Thì ai nấy đều đau lòng hết trơn á Cái ngày chôn cắt anh Phúc là là là, là Chị Tuyết, gia đình ở bên đây, ai nấy đều rất là thương tâm cho đến khoảng mấy ngày sau á thì có một cái việc này nữa nè ở Việt Nam anh Phúc cũng có một người bạn thân mà cái người bạn thân này thì ở cách nhà khoảng hai ba cái số anh này thì anh đã có vợ rồi và vợ vợ thì đang mang bầu 8 tháng từ khi mà chôn cắt anh Phúc cho tới mấy ngày sau thì mỗi lần anh đi làm về đều ghé lại và đốt một cây nhang cho anh Phúc rồi anh mới đi về. Cái hôm đó đó thì anh đi làm về rất là trễ là khoảng cái tầm 10 giờ mấy hơn rồi. Thì thấy trễ quá đi mặc dù lúc đó đó vẫn chạy ngang nhà của anh Phúc nhưng mà giờ đó thì nhà của anh Phúc cũng đã, đã ngủ ngơi rồi. Thì anh này anh thấy như vậy đó anh mới đi về và anh không ghé. Tại giờ mình vô cửa nhà thì 10 giờ ở dưới quê mà thì người ta cũng đóng cửa hết rồi mà thắp nhang á thì mình thắp nhang người ví dụ như như thường ngày đi cái anh đó anh đi về 4 giờ chiều 5 giờ chiều thì anh ghé vô anh thắp nhang còn bây giờ anh về 10 giờ khuya hơn rồi, rồi, ghé thắp nhang kiểu gì thì anh mới đi về nhà luôn về nhà tắm giữa này nọ xong hết á thì anh mới lên giường và anh ngủ với vợ cái giường ngủ của ảnh á thì nó nằm ở trong và nó đối diện với cánh cửa bên ngoài thì nó cách khoảng cái tầm mười mấy thước thôi hai vợ chồng đang nằm ngủ anh phúc à, cái người bạn á, thì anh nằm ở bên ngoài còn cái người vợ thì nằm sát vách ở bên trong nha à. hai vợ chồng đang ngủ ngon lành như vậy nửa đêm á, tự nhiên có thấy cái anh cái người vợ thấy cái người chồng á, kiểu mà cựa quậy người mà cho trong, trong miệng nó phát ra giống như là ơ ơ ờ, ờ, theo kiểu mà rên 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 á thì mới nghĩ là ông này ông ngủ mới à, được chút xíu á khoảng chừng vài giây cái ông ngừng cái người vợ thấy vậy cũng thôi dùng kiểu mà ban đêm nằm ngủ mà nằm ngủ mớ là chuyện bình thường cái người vợ cũng nằm yên nguyên lại ngủ thì mới vừa chợp mắt lại thôi thì bắt đầu anh chồng á anh la lên à, anh la liên tục như vậy rồi bắt đầu cái anh bật dậy anh đạp không phải ngồi dậy nghe mà kiểu mà giống như nằm ngủ hai cái tay nằm xuống như vậy nè cái bật dậy và đồng thời cái chân đạp ra vô tình đạp trúng người vợ may mắn á là chị nằm ngủ ở trong vách chứ nếu mà chị nằm ở ngoài là đã bị đạp Vớt xuống sàn rồi bản thân chị thì mang bầu mà bị đạp như vậy thì nó đau mà sợ ảnh hưởng tới con nữa thì chị mới la lên la lên thì đồng thời cái lúc này đó cái anh chồng anh cũng giật mình thức dậy anh giật mình thức dậy rồi đó cái người vợ hỏi hoài hỏi hoài thì cái anh chồng anh chị hỏi là ừ em có sao không có sao không kiểm tra cho vợ mình không có bất kỳ một cái cái tổn thương nào à, chỉ là may mắn đó, là mình đạp không có ảnh hưởng đến vợ mình chỉ đau chút xíu thì hết thì sau khi mà xác định được cái việc đó rồi đó thì anh lặt đặt anh ngồi dậy anh bước xuống mùng anh đi vô trong nhà anh mặc thêm quần dài rồi dẫn xe ra thì cái người vợ mới hỏi đó à, anh ban đêm ban hôm mà làm gì anh đi đâu giờ này vậy bây giờ thì cũng một giờ mấy sáng rồi anh chồng anh không trả lời tiếng nào hết trơn nghe mà mặt mày anh theo cái kiểu là gấp gáp và nó 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 xanh sao nó sợ hãi lắm thì cái người vợ bản thân người vợ mà phải lo chứ tự dưng nửa đêm nửa hôm chồng mình bạc mình thức dậy rồi ờ, nằm mớ rồi đạp chúng mình rồi thức dậy mặc đồ rồi dẫn xe ra đi đâu giờ này mặc kệ cho người vợ hỏi này hỏi nọ anh chồng anh chỉ nói mà nói cái giọng anh cũng còn cà rung cà rung đó nha tôi đi công chuyện chút xíu em nằm đi em nằm em ngủ đi không có gì đâu anh bảo đã không có gì hết hết anh chỉ ra đây có công chuyện chút xíu thôi nói rồi mặc kệ cho người vợ can anh cũng đi thẳng ra ngoài cửa mở cửa rồi dẫn xe ra bên ngoài cái người vợ thì mang bầu sắp tới ngày sinh rồi cũng đâu có thể nào mà dược theo chồng mình được nằm ở trong nhà lo lắng cái đâu ngủ ngơi gì được đâu còn bản thân anh chồng á thì anh chạy đi đâu anh chạy thẳng tới nhà của ông ngoại Tức là nhà của chị Tuyết luôn á Chạy thẳng tới rồi anh Đậu xe một cái là anh vô đập cửa Rầm 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 Ở trong nhà nghe đập cửa Mà trời ơi khuya lắc khuya lơ vậy Mà ai lên đập cửa nhà mình Thì chị Tuyết là cái người hay đầu tiên Và chị ra chị mở cửa Ở trong nhà mới đi từ từ ra Nhưng mà cũng la lên là Ờ ừ, ai đó ai gõ cửa nhà tôi đó Mà lúc này làm như Cái anh bên ngoài á nha Cái anh bạn của anh Phúc ở bên ngoài á Nhận anh quá gấp rồi, anh đập cửa liên tục làm cho ông ngoại, bà ngoại và một hai người trong nhà cũng giật mình thức dậy và ngay cả chồng chị tiết cũng giật mình thức dậy. Lúc này cả nhà mới đi ra thì đi ra đó tới gần cánh cửa thì hỏi ai ai ai, ảnh mới trả lời và biết được ảnh là bạn của anh Phúc, nhưng mà trong nhà cũng rất là lo lắng không hiểu cái chuyện mà người dân quê mà. Trời đất ơi, khuya lắc khuya lơ mà lại đập cửa rồi đập năm thì người ta cứ sợ là ờ có cái chuyện gì tại vì nếu mà khuya mà đập cửa kiểu đó là chỉ có những cái chuyện gấp thôi. Mọi người mới mở cửa ra thì cái ánh đèn á dặn sáng lên rồi cho nên là đèn nó hắt ra ngoài nó gặp được cái mặt của cái anh đó rồi. Ai nãy giật mình nữa chứ. Cái mặt ảnh xanh lè mà giống như con mắt nó tràn đầy cái sự sợ hãi thì lúc đó là trong nhà người nào người nấy là lo nghĩ tới người thân của mình là ờ thí dụ có bà con ở đâu ở đâu ở đâu không biết có chuyện gì hay không là bắt đầu người nào người nấy lo lắng cực kỳ luôn và hỏi dòm liên tục nhưng mà anh không có trả lời anh chỉ nhìn ông ngoại á mà anh nói ơi, ngoại ơi ngoại ngoại ngoại, cho con thắp nhang cho cho thằng phúc nghe ngoại vừa nói mà cái giọng cà rung rung á hai cái tay chụp tay ông ngoại mà giống như cầu xin vậy đó thì lúc đó đó thì mọi người cũng có cái cảm giác gì đó rồi Nhưng mà cũng hơi bực bình là tại vì khuya rồi mà lại đập cửa với cái chuyện mà thắp nhang Thắp nhang thì chứ chiều sáng ban ngày cùng lắm là là là, là 7-8 giờ tối thôi Chứ ai mà 1-2 giờ sáng mà, mà, chạy vô đập cửa nhà người ta thắp nhang cho bạn Nhưng mà dẫu sao á thì họ cũng cảm giác được cái điều gì đó à, Cũng thôi cho anh thắp thì anh đi lại ngay là cái chỗ cái bàn thờ á anh đốt nhang anh khắng anh dái anh lại xong hết trơn rồi thì tự dư nhân á cả nhà giờ vô thì thấy lúc này á nha ảnh mặt mày mới có máu me lại chứ hồi nãy là xanh rờn hết trơn anh cúng xong rồi á ảnh bước ra cái chỗ cái ghế đó, anh ngồi xuống mà anh thở hì hì hì, hì. Thì biết là anh sợ cái ông ngoại ông nói thôi uh, tụi con vô ngủ đi uh, không có gì đâu rồi nó muốn thấp nhang cho thằng Phúc thôi đó mà Thì mọi người mới vô trong nhà nghỉ Nhưng mà chị Tuyết á Là cái người mà rất là 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 Quý mến anh Phúc khi mà còn sống Anh em sống với nhau hơn 20 năm mà Cho nên chị mới ngừng lại ở đó và Nghe coi Cái chuyện gì mà liên quan tới anh Phúc Anh Phúc anh chết rồi mà Mỗi khi nhắc lại anh Phúc á Thì hầu như những lần đó đó là chị Tuyết đều khóc Thì lúc này á cái anh này mới cởi lại một lúc sau quá nha ngồi xuống này nọ ông nội ông ngoại hỏi dữ lắm á thì ông mới bắt đầu ông kể lại như vậy anh đang nằm ngủ anh đang nằm ngủ như vậy đó, thì tự dưng anh cảm giác được anh lạnh anh lạnh cả người luôn thì cái tiếng bên ngoài đó nó gõ cửa cụp 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 anh thì hồi đó tới bây giờ á anh không có tiếp xúc với ai mà cái kiểu ban đêm ban hôm hết cho nên là không ai mà tới gõ cửa nhà mình như vậy thì cũng định là ngồi dậy à, để coi coi cái người gõ cửa là ai nhưng mà là một cái á, là cái anh này anh ngồi dậy không có được tiếng cửa thì nó vang lên điều điều và từ từ á, cánh cửa mở ra mở ra rồi thì từ bên ngoài có một người đi vô, mặc một cái quần dài, một cái áo bông. Ban đầu á thì anh muốn la lên là tại sao có người xông vào nhà mình nhưng mà cứng họng hết các bạn, không thể nào la được. Và cả người kêu bạn cứng đơ luôn. Không thể nào mà bật dậy được luôn. Cái người bên ngoài đó mới bắt đầu từ từ đi vô. Khi mà anh đi vô tới còn cỡ năm sáu thước nữa đó là tới cái chỗ của uh, cái anh này anh nằm á, thì anh mới nhìn ra đó chính là anh phúc và khuôn mặt của anh cũng phân nửa một một nửa đó nó bầm tím lại thì cái anh này anh biết rồi trong giấc mơ anh không biết cái nằm mơ mà cái hiện tượng nó diễn ra y như thật như vậy đó nhưng mà thật ra thì cái lúc đó anh đang mơ mơ màng màng chứ không phải là anh tỉnh hoàn toàn thì anh mới thấy á Thằng bạn mình nó dời Nhưng mà lúc này cái mặt của anh Phúc á Ngoài cái cái mặt xanh sao này nọ nghe Nhưng mà Có một cái nét y như kiểu mà giận hờn vậy đó Khi mà bước lại tới gần Đứng sát vô cái chỗ nằm của Của cái anh này đó Thì anh Phúc anh mới nói á Sao mày đi ngang nhà tao Mà mày không vô thăm tao Không vô cúng cho tao một cây nhang Trời đất ơi nói tới đó rồi anh này không thể nào giữ được bình tĩnh nữa chứ Anh mới la lên Anh la và đồng thời anh cố gắng á Cái kiểu mà vừa hốt quảng mà vừa làm đại Cái người giống như người ta bị quảng loạn vì cái nỗi sợ lớn quá Cho nên anh mới đạp đại cái giò ra Và nhắm là đạp cho đạp anh Phúc á Cái anh bạn đó anh định là đạp anh Phúc Đạp không phải là cố ý đạp tại đó anh quá sợ rồi Cái phản xạ tự nhiên của cái người người ta quảng loạn Người ta đạp thí vậy đó thì không ngờ khi mà đạp như vậy thì lại đạp trúng vợ của mình Nhưng mà lúc mà anh, anh bật dậy được rồi đó Thì anh biết đó là một cái giấc mơ Nhưng mà cái giấc mơ này nó y như thật vậy thì anh mới Mà thằng bạn của mình á Nó rất là quý mình Thì anh mới biết chắc chắn á, là dông hồn của Phúc đến tặng nhà Và trách móc tại sao không ghé lại để mà thắp cây nhang Tại vì từ khi mà anh Phúc anh, anh á thì mỗi lần anh bạn này anh đi mấy ngày nay ngày nào đi ngang cũng vậy cũng ghé vô thắp cây nhang nói chuyện ở tiếng nhiều dời bữa nay trời quá đi cho nên là không có ghé lại thì anh phúc anh lại tới nhà anh kêu kể xong cái câu chuyện rồi đó nha là cái mặt mày anh còn xanh đó, không dám dòm lên cái di ảnh của anh phúc luôn rất là sợ nhưng mà dẫu sao á, lúc này đã có người này người kia rồi và đang ở trong cái nhà và vừa thắp nhang xong anh này cũng đỡ sợ lại rồi kiểu mà Khắn thầm á, thì phúc ơi tao với mày là bạn nhưng mà mày phải thông cảm ờ, tao đi ngang thì tao sẽ ghé mày ờ, tao cấm cho mày cây nhang nhưng mà nhầm khi á tao làm mệt nhặt quá tao dời mà vợ tao cũng đang mang thai nữa, tao phải dời tao lo cho nó, nhầm khi không biết nó là nó có sinh giờ nào. Mày phải thông cảm cho tao, nhưng mà tao hứa với mày là mỗi lần nếu mà không có việc gì á là tao ghé. Tao sẽ cúng cho mày. Có điều mày đừng có hiện ra như vậy nữa tao sợ lắm. Cái kiểu mà khắn thầm trong bụng như vậy thôi nha. Thì thiệt, từ đó về sau thì cái anh đó anh không gặp anh Phúc về nữa. Thì sau cái lần của anh đó đó thì ai trong nhà nhớ lại cái việc mà khi anh chết, anh nói cho cha anh hay cho bạn bè ở bên Mỹ hay là mình về và hối thúc cha mình là phải thức dậy để mà đi lên sân bay về. Cộng với cái việc của cái anh bạn anh Phúc ở Việt Nam vừa xảy ra lần này nữa thì trong nhà ai cũng biết là anh Phúc có cái có cái linh ở đó rồi. Cái dòng họ anh Phúc ơi, rất là linh. Và nếu tính ra đó, cái người mà gặp anh Phúc nhiều nhất có thể nói là chị Tuyết. Thì khoảng mấy ngày sau sau cái vụ của anh bạn anh Phúc, thì chị Tuyết đang ngủ ở trong cái cái phòng của mình. Thì bữa nay đó, chồng chồng của chị thì cũng đi làm rồi và chị ngủ là chị ngủ ở nhà có một mình thôi, thì đang ngủ nằm ở trong phòng. Nằm ngủ một hồi đó thì chị lại cảm giác nó lạnh lắm y như thể là có một cái cây nước đá mà để gần người mình á mà nó 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 lạ một cái là nó lạnh từ xương sống nó lạnh xuống à. à. từ cái ót lạnh xuống xương sống mà nhìn lạnh ngược trở lên nè. À. chứ nó không có lạnh chỗ khác cái chị mới đưa cái tay mà giống như cái người mà đang 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 ngủ nó mới vừa thức dậy đó thì thấy lạnh quá cho nên chị mới lấy cái tay chị đập, đập đập, đập kiếm cái mền à, kiếm cái mền đang kéo lại để mà đắp Tới khi mà kéo cái mền lại đắp rồi mà nó vẫn còn lạnh thì lúc này chị mới mở con mắt ra. Và khi mở con mắt ra thì bóng đèn của chị đợi ở phía trên á thì nó sáng lắm. Và có cái bóng ở bên dưới nữa nhưng mà cái chỗ đó thì nó nó bóng nó, nó hơi nhỏ và nó hơi ở thấp. Tự nhiên chị đang mở mới vừa mở con mắt ra dòm thì người ngủ nằm ngửa mà mở mắt ra sẽ dòm lên. Thì khi vừa dòm lên như vậy Tối hù, tối thui. Cái chị mới giật mình. Mà cái kiểu nghĩ trong đầu á. Trời đất ơi, mình thì hơi sợ ma. Mà giờ cúp điện nữa trời. Nghĩ thầm như vậy á, cái chị Tuyết mới là ngồi dậy. Mà cái lúc này là theo cái kiểu là mới ngủ thức dậy đó. Thì cánh mắt của mình lúc nào nó cũng lơ mơ, mơ mơ màng màng á chứ á. Mà cúp điện nữa. Cho nên là chị Tuyết á, mới định là bước xuống để mà đi kiếm cái gì đó mở đèn lên chứ chị không có quen ngủ mà không có đèn thì từ trên giường á mới bước cái giò hai cái giò xuống thì cái mặt mình sẽ cúi xuống để mà dòm coi cái đôi dép nó ở đâu tại vì nhà của chị Tiết khi đó là nhà chanh lá và nhà đất cái chị mới cúi mặt xuống thì khi cúi mặt xuống vậy thì chị giật mình ủa sau cúp điện mà ở, ở trên á thì tối còn ở dưới thì nó sáng. Ngay cái bóng đèn ở trên chỗ chị nằm á thì bóng đèn đó nó, nó màu trắng nha, nó hơi sáng. Còn cái bóng đèn ở dưới á, là 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 thì nó, nó nó ít lắm. Cái ánh sáng nó ít lắm, nhưng mà cái ánh sáng cái đèn nó lại phát ra thì có nghĩa là không phải cúp điện. Nếu mà cúp điện thì cả hai bóng đèn nó phải tắt hết chứ, chứ làm gì mà ở trên thì tối mà ở dưới thì sáng. Thêm một lý do nữa thì có thể bóng đèn ở trên nó đã bị đứt hay là nó hư gì đó thì nó không phát sáng, còn bóng đèn ở dưới thì nó bình thường cho nên là nó vẫn sáng. Thấy như vậy đó, cái chị tiết mới ngước mặt và dòm lên coi cái bóng đèn nó làm sao. Nhưng mà chị cũng thấy hơi lạ lạ đó. Là nếu ở trên nó 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 tối thì nó tối hết. Tại sao nó tối ở ngay cái chỗ chị nằm thôi mà cái chỗ bên kia thì nó vẫn còn sáng cái chị mới ngước mặt lên và chị dòm cái bóng đèn thì khi dòm lên thì thấy nguyên một cái bóng đen bóng đen rất là bự luôn và nó không có dòm vỏ mặt mày hay là hình dáng gì cả chị thấy nguyên một cái bóng đen thôi giống như nó che cái bóng đèn lại các bạn trời đất ơi đang ngủ ở trong buồn mình ơn nè à. mà ngước mặt lên thì thấy nguyên cái bóng đen nó che một cục thù lù vậy đó thì chị hết hồn hết vía tự động trong tâm trí lại nghĩ tới cái việc mà anh phúc anh về cái chị mới, mới, mới không biết sao nghe mặc dù bản thân chị là cái người sợ nói về chuyện tâm linh thì chị là cái người sợ ma nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc đó tự dưng á buộc miệng làm sao á nói ra như vậy ông phúc ông về đó hả ông ở trên đó tôi không sợ đâu ông ngon thấp xuống đây cho tôi dòm thấy ông nè Chị Tuyết chia sẻ là chị rất là sợ nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó đó tự động lại không có cảm giác sợ nữa mà nhìn lên lại dám nói ra cái câu đó. Mà lạ một cái nha, khi mà nói ra câu đó đợt bóng đen biến mất tiêu. Không có hạ xuống như cái lời của chị nói mà biến mất tiêu ngay cái lúc đó luôn. Nhưng mà cái lúc biến đi đó thì cảm giác của chị Tuyết chắc chắn rằng đó là dông hồn của anh Phúc hiện giờ trong lòng nó đinh ninh cái cảm giác đó đó thế như vậy chị mới bước ra ngoài mặc dù là hồi nãy không hiểu làm sao mình không sợ mình dám nói câu đó nghe nhưng mà sau khi mà chắc chắn rằng á cái cảm giác trong người chắc chắn là ừ anh phúc anh hiện về thì bắt đầu hơi hơi sợ cái chị mới bước ra chỗ bàn thờ chị lấy cây nhang chị cắm lên rồi chị giái dái xong rồi chị vô chị ngủ thì nó tới sáng nó bình thường thì đó có thể nói là cái lần đầu tiên mà chị Tuyết cảm nhận được dòng hồn của anh Phúc về. Thì sau đó cũng khoảng cái tầm mấy tháng sau đó nha, chứ không phải là cứ gặp hoài. Mấy tháng sau thì tới lượt cái đứa cháu của chị Tuyết. Đứa cháu của chị Tuyết á, thì nó ngủ ở bên ngoài, mở cánh cửa tre ra là nó ngủ ở trong á và cái hướng ngủ của nó thì nó nằm quay đầu vô theo kiểu mà dân quê người ta ngủ người ta hay quay đầu vô trong đồng và quay chân ra hướng ngoài sông thì cái em này á em ngủ cũng như thế ngủ của y Giang vậy luôn và quay đầu vô trong đồng có điều thì cái chiều cao của em á thì em còn nhỏ mà cho nên cái chiều cao của em là em mười mấy tuổi thì cái chiều cao em khoảng từ một, một mét sáu à và cái giường thì nó hơi dài à, cho nên em nằm á nằm thịt thụt xuống cái giường cái cho nên là chỗ cái càm á nếu mà tính từ cái càm của em á thì ngang qua đó là cái cửa sổ cái cửa sổ ở dưới quê lúc nào người ta ngủ người ta không chổi lên cho nó mát mà cái hướng em nằm á thì nó hơi bị xéo có nghĩa là phân nửa đã nghiêng qua cái cửa sổ rồi thì em nằm em ngủ mà bữa đó em đi làm về này nọ đi làm phụ gia đình á thì tối đó giờ em cũng mệt chứ lắm cho nên là em ngủ rất là sâu thì trong khi đang ngủ như vậy đó cái mới giật mình thức dậy rồi chở người chở người qua người lại thì cũng cũng nằm ngửa trở lại nhưng mà cái lúc này thì mở mắt ra rồi nha mở mắt ra dòm xung quanh thì cái nhà cửa mình cũng bình thường không có gì khác lạ hết em mới nằm xuống rồi em mới vừa nhắm con mắt lại là định ngủ lại đó thì vừa nhắm con mắt lại như vậy là em giật mình là tại vì có hai cái cái cái, cái bàn tay mà lạnh nha giống như là chòm tự ngoài cửa sổ cửa, cửa sổ vô á mà chụp vô bịch hai mắt em lại như vậy nè vừa nhắm mắt con lại vừa mắm nhắm mắt lại là bị bịch lại liền cái em mới giật mình nhưng mà là hai cái đó giật mình xong rồi em mở mắt ra được mà khi em mở mắt ra thì em dòm xung quanh có ai đâu cái em mới nhắm con mắt lại lần thứ hai thì cũng y như lần đầu Mở mắt thì không thấy mà vừa nhắm con mắt lại thì lại có hai cái 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 bàn tay chụp vô con mắt nữa. Lần này thì em mới cũng như lần trước em mở mắt ra được và em ngồi dậy hẳn luôn. Em ngồi dậy cái em mới dòm xung quanh nhà không có ai thì em mới quay mặt ra ngoài cái cửa sổ á. Rồi em ló cái đầu ra ngoài cửa sổ luôn. Em dòm. Mà em dòm cũng không thấy ai hết. cái em mới suy nghĩ lại em nói á thường ngày thì cái người mà đi làm về chở nhất là chị tuyết mà chị tuyết là gì của mình ờ, có khi nào uh, gì tiết gì, gì giỡn không cái em mới nói lên không có con không có giỡn nghe gì tiết con mệt quá để con ngủ thì nói xong em giờ hồi em cũng không có thấy cái em mới nằm ngược trở lại và dự định ngủ lại tiếp và lần thứ ba vừa nhắm con mắt lại thì cũng y như vậy y như thể là ở bên ngoài cửa sổ đó có hai cái tay sọt vô và chụp con mắt em đồng thời cái lần thứ ba này nè thì nghe có cái tiếng cười cười mà cười rất là nhỏ giống như là cười mình giỡn dai đó rồi mình cười vậy đó cái lần này em mới bực mình đi em mới mở con mắt ra thì em mở con mắt ra thì em dòm ra em cũng không có thấy mà tự dưng á cả người em rợn rợn theo cái kiểu là có cái cảm giác là sợ sợ không có dám dòm ra ngoài nữa thì em mới sụp cái cửa sổ xuống sụp cửa sổ xuống rồi em mới quay đầu chỗ khác em ngủ thì em ngủ được tới sáng và em không có em bị nữa tới sáng sớm á cái chị tiết mới thức dậy thì trong nhà đi ra cái đứa cháu này nó mới đi lại nó hỏi nhỏ ủa gì tiết gì tiết hồi uh, khuya bởi vì bộ gì về chở và gì vậy giỡn với con hả cái chị Tuyết đâu có biết gì đâu. Chị Tuyết mới nói là Ủa, vì tối hôm hôm gì giờ cũng sớm mà, sao con hỏi như vậy? Thì cái em này mới kể lại mọi chuyện. Kể lại mọi chuyện cho chị Tuyết nghe. Chị Tuyết nghe xong á là tự động dòm lại cái bàn thờ của anh Phúc. Hồi trước á anh Phúc hay có cái chiêu mà còn sống á là hay có cái kiểu giỡn kiểu như vậy lắm bịt mắt từ phía sau lưng xong rồi cái cười chọc quê cười có điều thì không muốn cho cái đứa cháu mình nó sợ cái chị tuyết cũng nói ờ tối hôm gì giỡn với con cho vui vậy mà cái nhỏ này đâu biết nó mới trách nó mới mốt thôi gì đừng giỡn vậy nữa con mệt con ngủ mà giận gì giỡn vậy sao con ngủ được à, chị tuyết cũng cười cười mà cho qua cái chuyện đó tại vì bản thân của chị tuyết đã biết rằng anh phúc giờ anh giỡn rồi cái đợi cho cái đứa nhỏ đi ra ngoài thì chị tiết mới đốt nhang chị tiết khắng à, là con anh anh phúc ơi à, con cháu nó, nó 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 sợ đó nó còn nhỏ nó sợ nó không biết thôi anh đừng có giỡn với nó như vậy nữa mà thiệt nha sau khi mà uh, chị tiết á chị khắng như vậy rồi thì từ đó về sau luôn cái đứa cháu này nè nó không hề gặp một lần nào nữa và nó ngủ ở ngoài đó đó, nó ngủ cách nào ngủ Không hề có ai mà chụp mắt giỡn cái kiểu giống như là làng vừa rồi Thì đó có thể nói là cái người thứ hai trong nhà Bị anh Phúc anh hiện hồn về anh giỡn Nhưng mà duyên của chị Tiết á nha Thì chị luôn có cảm giác là anh theo anh phù hộ Tại vì chị luôn có cái cảm giác là hình như anh Phúc này nè ảnh rất là thương tình anh em anh rất là thương chị cho nên là anh khi anh chết rồi đó mà anh dẫn theo anh phù hộ chị bằng chứng là những cái việc làm của chị có những cái trục trục chặt mà chị giờ chị khắn chị khắn rồi đó thì y như rằng vài bữa sau á là mọi chuyện nó 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 đi vào quỹ đạo nó trở lại bình thường điển hình nhất á thì ngoài những cái việc mà chị Tuyết cho rằng á, là anh Phúc về mà phù hộ mình trong cái việc làm ăn và sinh sống thì ngoài ra nó còn còn cái yếu tố tâm linh nữa là cái hôm đó đó chị Tuyết đi làm về nhưng mà thường ngày đó thì khoảng cái tầm là 6 giờ là nó về ngang cái đoạn đường mà cái đoạn đường này đó bà con hàng xóm hay những người ở khu vực đó người ta rất ngại đi vào ban đêm là tại vì ở cái đoạn này khoảng cái tầm uh, 100 thước Mặc dù là nhà cửa vẫn có Người ta ở nhà cũng rất là đông Nhưng mà đặc biệt á, vào ban đêm cái chỗ này đó Đáng lý nhà cửa đông Thì nó phải có cảm giác ấm áp Nhưng mà chỗ này nhà cửa đông Nó vẫn có một cái sự lạnh lẽo và điều hiu Đồng thời có những người người ta nói rằng ở chỗ này có ma Ban đêm đi hay bị nó chiêu ghẹo lắm Thậm chí á, có người người ta nói là đồn đại lên là chỗ này là ai đi khuya giờ mà đặc biệt vào cái khung giờ từ 11 giờ khuya cho tới 1 giờ sáng là 10 người đi hết 9 người bị nhát. Không đứng bên đường ngoắt, không kêu, không hiện ra thì, thì thì nó sẽ xuất hiện theo cái kiểu là nó chạy thẳng vô chiếc xe. Giống như mình sợ cái mình lách qua lách lại mình tránh né đó rồi gây ra tai, tai, tai nạn. Hoặc là mình chạy xe rồi thấy nó đụng vô xe mình nói chừng mà quay mặt lại dòm thì không thấy ai hết. Thậm chí có người á, là nó có gian xe luôn. Bởi vì chỗ này nó linh. À, chị Tuyết mỗi khi đi làm là bắt buộc phải đi ngang chỗ này. Nhưng mà đi làm thì chị thấy cái giờ dắt của chị đi làm. Về thì khoảng cái tầm 6 giờ tối à. Cũng không có sao. Chỉ có cái khung giờ từ 11 giờ cho tới 1 giờ sáng. Là đặc biệt ai đi qua là hầu như đều bị nhát. Mà bữa nay đó. Chị Tuyết lại đi về mà về trễ Lúc mà chị sắp tới cái đoạn đó là chị dòm lên đồng hồ của mình 12 giờ 56 phút gì đó. Thì lại ngay đúng cái giờ linh mà đã nghe người ta nói á, cái giờ 12 giờ là cái giờ nó, 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 nó âm khí nó nặng nhất. Dòng hồn rất là dễ xuất hiện, ngưỡng như nào mà yếu muốn vía đó thì dễ gặp lắm. Chạy tới đó chị Dung, Trước mắt là khoảng cái tầm mười mấy thước là tới cái đoạn đường đó rồi đó là chị rung. Mà chỗ đó lại không có đèn đường nữa, nó tối hù tối thui à. Nhà cửa người ta thì ở gần đó người ta biết có ma đó. Người ta ngủ người ta ngủ sớm lắm. Đâu có ai mà thức cái giờ đó. Cái chị đứng mà trên chị ngồi trên chiếc xe đó cứ phăng 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 qua phăng vài, bản thân chị thì sợ mà lỡ mà đi vô cái chỗ này á gặp ma nó xuất hiện cái không biết lúc đó chị xử lý làm sao luôn cả người chỉ kêu bằng nổi ốc hết trơn nha dòm vô cái đoạn đường nó nổi ốc hết trơn không có dám chạy về đặt cái hoàn cảnh của một ai đó thì cũng phải vậy thôi khi mà đã sợ rồi tới cái đoạn đường đó rồi mà nhìn nó nó tối đen tối thui Mà bản thân mình chỉ có một mình thôi dòm trước dòm sau không có chiếc xe nào chạy qua lại hết trơn á thì càng đứng càng dừng ở đó thì chỉ càng sợ tự dưng á cái lúc này chị theo cái kiểu là muốn làm liều chạy ngang nhưng mà lại sợ không có dám không có dám chạy mà nếu không chạy không lẽ cứ động ở đây hoài Còn không còn con đường khác nào để về nhà mình hết Cái tự động lúc đó nhớ lại anh Phúc Cái chị Tuyết mới khắn thầm trong bụng như vậy nè à, Anh 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 Phúc ơi em em sợ cái đoạn đường này lắm Anh có gì anh phù hộ cho em nha em, anh, anh phù hộ cho em đi qua cái đoạn đường này nha. nghe anh Phúc Chị đứng đó đáng lý á, một cái người mà đã sợ ma rồi thì tốt nhất đừng nên nhớ đến những cái người mà đã chết rồi. Tại vì khi mà mình nhớ đến những người đã chết rồi đó, thì cái nỗi sợ đó hầu như là nó nhăn lên gấp đôi. Nhưng mà lạ một cái đó, sau khi mà chị Tuyết khắn cái câu đó xong, thì chị cảm giác được cái xe mình giống như thể là có ai đó đang vừa nhảy lên vậy đó. Chị cũng hơi giật mình nha, nhưng mà lạ đó là chị lại không sợ đáng lý mà cái, nói cái tâm lý thông thường á thì cái người ngồi trên xe cái lúc đó đang đứng chỗ trước cái chỗ mà mình sợ mà lại vừa khắn cái dòng hồn mà đồng thời có một cái 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 người uh, cảm giác được có người vừa nhảy lên xe mình từ phía sau đáng lý phải sợ và hoảng loạn mà chị tuyết cảm thấy rất là lạ luôn không hiểu sao lúc đó chỉ hơi giật mình thôi nhưng mà chị vẫn quay mặt lại quay mặt lại thì không có thấy ai có điều là cũng không có sợ luôn cái cảm giác sợ giống như nó biết mất vậy đó và trong đầu á, nó thôi thúc cái việc là à, chạy xe đi chạy xe đi mặc dù là không có nghe cái tiếng ai nói hết mà giống như là nó khiến á nó khiến cho chị là Ừ chạy xe đi chạy về đi chạy về đi không sao đâu kiểu như vậy đó thì chị mới đời mái xe và bắt đầu chạy lạ lắm nghe mỗi khi 6 giờ mà chị về đó Mặc dù là còn sớm, bà con ở đó người ta còn thức Nhưng mà chị chạy qua một mình chị cũng hơi ấn ớn Mà bữa nay lại đi hơn 12 giờ khuya Chạy mà chạy phăng phăng giống như chạy ban ngày vậy Không có cảm giác sợ một chút xíu nào luôn Cái chị dời dời thẳng được tới nhà dời tới nhà rồi thì vô tắm giữa này nọ đi ngủ Trước khi đi ngủ cũng đốt cho anh Phúc cây nhang. Tại vì lúc này chị nghĩ chính anh Phúc là cái người mà bước lên xe của mình. Để làm cho mình đừng có sợ. Cái đốt nhang xong đi ngủ. Thì ngay cái đêm đó luôn chị nằm mơ. Chị nằm mơ thì chị thấy anh Phúc anh về. ảnh đứng cách chị cũng cả chục thước vậy đó. Nhưng mà chị dờm rất là rõ nha. Thấy anh Phúc anh đứng ở đó. Và anh đứng á. Anh mặc cái bộ đồ cũng cái quần dài. Cái áo màu... Cái áo bông và đặc biệt đó, là anh cười. Mặc dù trên khuôn mặt của ảnh phân nửa phân nửa bên khuôn mặt của ảnh thì vẫn là tím, phân nửa khuôn mặt thì nó, nó, nó trắng, nó trắng xanh. Cái anh cười, anh nói anh đó, anh giữ mày đó, bây giờ nó nhát mày không có được đó, bây giờ mày không có sợ đó. Và cái giấc mơ này thì không phải chị giật mình thức dậy liền vẫn ngủ vẫn ngủ nhưng mà trong cái giấc mơ lại thấy cái hình ảnh khác rồi tới sáng đó nha bao nhiêu cái giấc mơ đó có nhiều cái giấc mơ thì duy nhất chị chỉ nhớ như in cái giấc mơ mà gặp anh Phúc thôi lúc này là chị biết rồi thì ra cái đêm hôm á là anh Phúc anh lên xe anh ngồi để anh giữ cho chị Tuyết đừng có bị nhát thì trải qua khoảng mấy năm như vậy cũng không gặp lại anh Phúc Nhưng mà chị luôn có cảm giác là anh hiện diện ở xung quanh đây mà phù hộ cho chị Có điều thì cái lần này nè Chị gặp mà làm chị sợ luôn Bữa đó chị đi làm về Cũng khoảng cái tầm là là, là 6 giờ mấy tối đó Nhưng mà nó mệt quá đây Nên chị là chưa có đi tắm Thì từ trong nhà đi vô qua cái nhà ở trước để bằng thờ là giống như cái nhà khách đó thì có cái đường để mà đi thẳng ra sau bếp ờ, ở bên bên ngoài tính vô thì lúc đó nhà của chị thì cái đường đó bên trái và mấy cái mấy cái mấy cái cái buồng đó thì nằm bên phải cái đường đi vô thì nó cũng rộng lắm cho nên là ở nhà đó mới là dăng dõng theo kiểu là cột cái cột này qua cái cột kia thì dăng cái dõng ở ngay cái đường đi vô đó cái dõng á thì ngay lên khoảng chừng một thước á, thì đó là cái cửa sổ mà nếu mà mình nằm cái giọng nó dâng cao lên mình nằm lên một cái là mình dòm ra ngoài mình thấy hết ngoài cái cửa sổ đó là một cái cây cái cây này thì chị tiết có kể là cây cây gì đó thì bảo bảo không có nhớ uh, bảo đặt tạm là cái cây ổi đi thì từ cái chỗ cái cái cái, cái nằm và tới cái vách nhà rồi từ cái vách nhà bước ra khoảng cái tầm là hơn ba bước chân dài thì ở đó là một cái cây ổi mà cây ổi này thì nó nhỏ thôi nha cái chị mới lại giọng chị nằm là theo cái kiểu nằm cho nó đỡ mệt rồi một chút xíu thức dậy tắm nhưng mà chị nằm một hồi đó cái chị mệt quá cái chị ngủ quên đi chị ngủ quên rồi cái chị đang ngủ như vậy đó thì chị nghe cái tiếng kêu mà kêu rất là nhỏ nha tuyết ơi tuy là cái tiếng kêu nó nhỏ nhưng mà chị tiết nghe rõ ràng cái tiếng kêu này nó phát ra từ bên ngoài chứ không phải là người ở trong nhà chị tiết lúc đó thì cứ nghĩ là ừ chắc là ai đó ở bên ngoài uh, đi cho người trong nhà đó nhưng mà đi ra bên ngoài để mà kêu chị mà thấy chị ngủ cho nên là kêu nhỏ nhưng mà chị cứ nghĩ là ừ chắc là kêu mình thức dậy tắm giữa gì đó có điều thì lúc đó chị mệt quá đi chị cũng không có mở mắt ra luôn chị cũng nhắm mắt mà chị không thèm trả lời chị mới nằm cố gắng dỗ thêm một cái giấc ngủ nhưng mà chỉ được chút xíu thôi khoảng một phút thôi thì cái giọng này lại phát lên nữa và lần này thì nó lớn hơn cái lần thứ nhất một chút xíu tuyệt ơi nghe rất là rõ nghe và âm thanh phát ra cũng từ cái chỗ cái cây ổi đó đó cái chị cũng chưa có mở mắt nữa Thì chị mới chở người Chị chở người qua cái kiểu nằm giống vậy nè Thì bị đang ngủ mà Bị kêu cái kiểu mà cũng ngủ lại Bị chặn ngang cái giấc ngủ đó Nhưng mà chị vẫn không có mở mắt ra Có điều chị lắc người qua lại và chị mới nói á ờ, Thôi tôi ngủ xíu ha Mệt quá rồi Chị nói như vậy xong rồi chị tiếp tục chị nhắm mắt là chị ngủ có nghĩa là từ đầu cho tới cái lúc mà lần thứ hai thì chị Tuyết không hề mở mắt ra nha. Mặc dù vẫn nghe rõ ràng cái tiếng kêu thì nó phát ra từ ngoài khí cái ổi bên ngoài. Cái mới nằm xuống cũng y như cái cái, cái lần thứ hai á là mới nằm xuống khoảng chút xíu à. Không được một phút nữa. Thì lần này cái tiếng kêu mà kêu lại rõ ràng hơn. Và giống như là cái giọng giận dữ đó. Tuyết ơi! kêu đến độ mà chị giật mình luôn, thì khi chị tiết giật mình thức dậy, theo cái phản xạ thì dòm ra cái hướng tiếng kêu, dòm ra rồi thì thấy ở ngay cái chỗ cái, cái 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 ổi đó, một cái bóng mà cái bóng này chớp lên một cái và biến mất, nhưng mà chị dẫn đủ cho chị dòm được cái khuôn mặt, đó chính là khuôn mặt của anh Phúc. Dòm một cái là chị giật mình tỉnh ngủ luôn mà lật đặt ngồi xuống giỏng cuốn giỏng chạy vô trong, trong trong, cái 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 buồn của chị đó thì vô trong buồn rồi chị chồng rồi đó cũng hỏi ừ nãy giờ tôi thấy em mệt tôi không có kêu à, giờ em đi tắm đi sao tự dưng cuốn giỏng chạy vô đây chị tuyết không dám cởi lại mà cả người chị tuyết đó nghe kêu bằng sợ cực kỳ luôn hồi đó tới bây giờ mặc dù có những lần anh phúc anh hiện về rồi nhưng mà làm như anh biết là chị tuyết sợ, sợ ma cho nên là mặc dù ảnh hiện hay là ảnh che bóng đèn hay gì đó thì chị tuyết luôn cảm giác là nó ít sợ nhưng mà lần này là cực kỳ sợ và không dám dòm ra cái cửa sổ ngoài cây ổi luôn đêm đó chị tuyết là cũng không có tắm luôn ở lại đó ngủ cho tới ở lại ngủ với chồng mình cho tới sáng thì mới dám da thấp nhang rồi mới dám cởi lại thì qua cái lần này đó chị tuyết mới là, 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 là suy nghĩ á chắc là những cái lúc mà ông về theo cái kiểu là ông về ông thăm thì mình sẽ không có sợ hay hoặc là ông muốn giỡn với mình chút xíu á thì ông làm cho mình sợ ít thôi chỉ có lần này giống như kêu mình hoài mà mình không có, có 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 còn vậy cái ông giận mà ông giận lên thì ông làm cho mình sợ thì người trong nhà sau khi mà nghe chị tiết nói như vậy á thì ai nấy cũng đều là đã đồng đồng tình với lại cái ý nghĩ của chị tiết nhưng phải nhắc một điều nha thời gian lâu lâu gặp thì chị tuyết những cái lần mà nãy giờ bảo cởi là những cái lần mà chị tuyết gặp rõ nhất còn ngoài những cái lần này thì có những cái lần phớt qua phớt lại thì chị gặp rất là nhiều luôn cái cũng thời gian sau á thì chị ưa gặp lắm gặp cái kiểu phớt qua phớt lại nhưng mà chị biết á, là anh phúc anh hiện giờ có điều những cái lúc đó bản thân chị là người sợ ma Nhưng mà những cái lúc đó gặp cái chuyện đó lại không có thấy sợ Thì mà chị mới chắc chắn cái ý nghĩ của mình Trừ khi là uh, anh Phúc á Anh về anh thăm anh thăm giờ anh cho thấy này nọ làm ít sợ lắm nhưng mà trừ khi anh dặn á thì anh sẽ làm cho chị tuyết rất là sợ uh, điển hình như cái lần mà nằm võng ngủ uh, ngoài cửa sổ gần cái ổi đó cái trải qua cũng một thời gian chị tiết thường hay gặp mà gặp những cái bóng phớt qua phớt lại mà biết đó là hạnh phúc cái chị mới kể cho mẹ chị nghe thì khi mà kể cho mẹ chị nghe cái mẹ chị sẽ kiểu không có tin tin á là tin là những cái lần mà giống như bảo cởi nãy giờ thì mẹ của chị phúc chị tiết là tin còn nói mà gặp thường xuyên theo cái lời của chị Tuyết nói á thì mẹ chị Tuyết không tin đâu. Mẹ chị Tuyết mới nói đó. Mày nói làm sao á, gặp thì lâu lâu nó về thăm mày lần thôi chứ làm gì mà mày gặp hoài, mày gặp thường xuyên kiểu đó. Chị Tuyết nói á, thiệt mà mẹ con gặp thường xuyên luôn, nhưng mà không hiểu sao á, mấy cái lần mà phớt qua phớt lợi vậy đó con gặp con biết, con biết là ổng về đó. Nhưng mà con không có có có, có, có sợ. Người con bình thường à. Chắc có lẽ đó, sợ thì có sợ nhưng mà cái tình thương của chị Tuyết đối với cái người anh này á nó cũng khá là nhiều. Cho nên là 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 chị cảm giác nó không có sợ. Cái đâu khoảng cái tầm là là dài tháng sau sau cái lần mà chị Tuyết nói với mẹ mình như vậy đó. Cái một đêm chị Tuyết đang nằm ngủ. Chị Tuyết nằm ngủ thì cái lúc đó đó ngủ có chồng có con luôn cái tự dưng á cảm giác giống như là ở ở ngoài cửa đó có ai dòm mình ban đầu thì chị dòm ra lần đầu lần thứ hai không có thấy nghe nhưng mà tới cái lần thứ ba đó thì chị dòm ra ngoài cái cửa buồn á thấy anh phúc anh đứng ở đó anh đang mặc cái áo bông cái quần dài và nửa bên mặt thì tím anh đứng đó cặp cái mặt của anh trắng xác luôn mà ánh mắt ảnh vô hồn lắm. Và cái hướng đứng của anh á, là anh dòm vô của chị Tiết. Nhưng mà con cái á, nghe là chị chớp khoảng vài giây là là biến mất. Lúc đó là chị Tiết còn thức và chắc chắn rằng mình gặp. Lần này á thì chị gặp thì chị không có cảm giác sợ nghe. Vẫn như mà những lần trước không có cảm giác sợ nhưng mà trong lòng á nó miên tự động nó cảm giác nó dâng lên một cái nỗi buồn, nó buồn miên man, nó buồn da diết lắm cũng không hiểu tại sao mà lại buồn như vậy cái chị mới ra chị đốt cây nhang chị khắn là à, anh phúc ơi anh về thăm em thì em biết nhưng mà có gì anh đừng có cho mà tụi nhỏ nó thấy nha tụi nhỏ thấy thì nó sợ mà có cái gì thì anh nói với em trong trong giấc mơ được rồi cái đêm đó chị ngủ theo kiểu ngủ thì cũng hy vọng là đêm nay sẽ nằm mơ và gặp ảnh nhưng mà chị ngủ chị ngủ thì thức đi thức lại hai ba giấc gì đó cho đến khi khoảng cái tầm 2 giờ mấy sáng á, cũng không có gặp một cái anh Phúc anh Hiện về cho tới lúc mà hai giờ mấy á, chị lại tiếp tục ngủ nữa thì cái lần này chị ngủ mà nó mơ mơ màng màng nha chứ không phải sâu trong giấc mơ đâu chị mơ mơ màng màng đó thì chị đang ngủ chị cảm giác được chồng mình đang ngủ kế bên và con mình cũng đang ngủ kế bên và đồng thời chị vẫn nghe được cái tiếng gà gái nha các bạn nghe được cái tiếng gà gái bên ngoài đó nghe chính xác luôn có điều thì mở mắt ra thì mở mắt không có được tự dưng cái lúc này chị thấy từ ở ngoài buồn á có người đi vô cái chị không mở mắt được nhưng mà chị lại dòm thấy được cái người đi đang đi vô và cái người đi vô lại chính là anh phúc lúc này á anh chớp một cái anh xuất hiện ngay trước mặt của chị chị chị, chị tiết luôn cháu như chị tiết nằm ngủ và ờ uh, nằm ngủ nghiêng người mà đưa cái mặt ra với phía bên ngoài như này thì ảnh chớp một cái xuất hiện ngay cái mặt luôn cái mặt của ảnh trắng nhách mà hai con mắt nó vô hồn lắm có điều thì nó, nó sập xuống giống như là buồn mà nó buồn rười rượi luôn và khi mà vừa gặp anh phúc này thay vì sợ thì chị không có sợ mà chị lại dâng lên một cái nỗi buồn y như là cái lúc mà mình gặp lần đầu buồn da giết nó buồn kỳ lạ lắm buồn tới độ mà trong cái lúc đó chị muốn rơi nước mắt luôn Thì lúc này đó Anh Phúc anh mới nói Mà anh nói với cái chất giọng là, là Buồn dữ lắm nha Anh nói Tao về tao thăm mày lần cuối đó Tao đi rồi Tao đi tao không có về nữa đâu Thì lúc này chị Tuyết không còn biết sợ là gì hết chị tiết mới cố gắng nhắc cái tay mình lên với cái ý định là chụp ảnh lại tại vì anh nói là anh không về anh thăm mình nữa cái tình thương nó quá lớn làm cho chị tiết phải cố gắng muốn nắm cái tay của anh mình mà lôi lại anh ơi anh ơi anh đừng có đi cái lúc mà chị tiết nói trong cái sự nghẹn ngào là muốn khóc tới nơi đó nha. và chị dòm thẳng vào cái khuôn mặt của anh phúc thì anh phúc lúc này cũng rất là buồn Càng nhìn càng thấy anh Phúc buồn Nhưng mà tự động á Ngay cái lúc đó thì chị Tuyết lại nghe cái tiếng gà gái Mà khi cái tiếng gà gái nó cắt lên á Là anh Phúc lại giật cái tay ra Thôi anh đi rồi Em dáng sống cho tốt nha Anh không có về nữa đâu Nói xong rồi cái anh Phúc mới quay mặt đi Mà có nét mặt nó rất là buồn kêu bà có thể nói là buồn thê thảm luôn ảnh quay mặt anh đi chị tiết mới cố gắng cố gắng là, là là là, nhào nhào người tới để có thể giữ lấy anh của mình nhưng mà giữ không được cái tiếng gà nó lại cắt lên nó gái nữa anh lật đặt anh đi ra ngoài và biến mất trong khi đó đó nha chị tiết giật mình thứ vậy mà khóc như mưa luôn buồn mà buồn buồn dữ lắm có nghĩa là từ từ đây không còn có thể gặp anh mình hiện giờ để mà thăm mình nữa và ngay cái lúc đó là chị cũng không còn cảm giác là anh mình hiện diện xung quanh đây để mà mà theo phù hộ cho mình nữa luôn mất tiêu hết mấy cảm giác đó luôn cái chị mới chạy ra ngoài ngay cái bàn thờ của anh Phúc đó chị khóc chị khóc rất là nhiều lúc này đó thì mẹ của chị tuyết á, ở trong nhà mới đi ra gặp chị tuyết ngồi chỗ bàn thờ khóc á đáng lý ra thì sẽ thấy lạ vì tại sao con mình lại ra bàn thờ khóc vào cái giờ này nhưng mà mẹ chị tuyết á, cũng rưng rưng nước mắt và không hề hỏi han con gái mình một cái tiếng nào hết Bà cũng bước lại bà đốt nhang lên bà cắm Cho tới sáng á Hai mẹ con khóc cứ bằng thức, gần tới sáng luôn Cho tới sáng thì mẹ của chị Tuyết á Mới nói lại rằng đó là đêm hôm cái lúc mà gà gái Thì bà nằm mơ và bà thấy anh Phúc anh hiện về Mà cái khuôn mặt của anh hiện về đó Y như trong giấc mơ của chị Tuyết luôn Chị Tuyết á thì nó rõ hơn Bà thì bà nằm mơ hẳn Còn chị Tuyết thì theo kiểu mơ mơ màng màng cảm nhận hết được mọi thứ xung quanh biết chồng mình ngủ kế bên con ngủ kế bên và mọi vật khi mà chị thấy đều y như thật còn riêng mẹ của chị Tuyết á, thì nằm mơ rọt, nằm sâu trong giấc mơ và thấy anh Phúc anh hiện về khi mà anh hiện về đó thì khuôn mặt của ảnh vẫn là một bên trắng trắng nhách còn một bên thì nó bị nâu và mặc cái áo bông mà cao bông mặc cái quần dài hai con mắt á, thì nó vô hồn nhưng mà dòm vô đó thì cảm nhận được một cái nỗi buồn sâu thẳm luôn anh phúc á, mới đứng trước mặt của mẹ chị tiết mà nói á cô ơi con tiết á nó dòm thấy con thiệt đó nó không nói dốc cô đâu mà giờ con đi rồi con không có về nữa cô giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho em tiếc nữa nha cô con đi nha con không có về nữa đâu thì nói xong anh cũng quay lưng rất là buồn và đi thì cái lúc này đó ảnh vừa đi xong thì mẹ chị tiếc giật mình thức dậy và bước ra bên ngoài thì thấy chị tiếc ở chỗ cái bàn thờ của anh phúc thì bà cũng đón ra được phần nào đó về cái khóc của con mình cho nên là bà không hỏi han gì mà chỉ bước tới an ủi con và đốt nén nhang cho anh phúc thôi và đúng như vậy kể từ cái lần đó cho đến đến tận bây giờ là hơn mười mấy năm anh phúc không một lần nào hiện giờ cho chị tuyết gặp nữa dù trong giấc mơ có một điều mà bảo muốn chia sẻ đến tất cả mọi người câu chuyện thì nó đã hết rồi nhưng mà khi chị tuyết kể cho bảo nghe câu chuyện chị kể hoài chị kể hoài tới khi cái đoạn á mà anh anh Phúc anh hiện về đó anh đứng mà anh nói là anh không về nữa đó thì ngay cái lúc mà chị kể tới cái đoạn đó cho Bảo nghe đó chị khóc trong điện thoại các bạn Bảo biết rằng đó là chị đã cố gắng cố gắng để mà kìm nén cái cảm xúc để cho không thể khóc nhưng mà chị kìm không nổi các bạn tại vì cái tình thương mà một cái người anh sống với mình từ nhỏ hơn 20 năm. Rồi tới lớn á, thì phải đi ra nước ngoài à, với cha mẹ mình để làm ăn bên đó. Tới khi mà ít năm sau á anh quyết định về lại Việt Nam. Có nghĩa là anh em sẽ được sum họp, sẽ được đoàn tụ. Nhưng mà cái lời báo mừng của anh á chỉ sau mấy ngày thì lại nhận cái tin dữ anh chết không thể nào về được cái quê hương xứ sở. Không thể nào đoàn tụ được với gia đình của mình anh đi đã là một cái niềm xót xa rồi thì những người ở lại điển hình là chị Tuyết là cái người trông ngóng anh nhiều nhất anh mình mới điện thoại về nói rằng là ít ngày nữa sẽ về và về về Việt Nam luôn mình trông mình ngóng mình đợi mình chờ vậy mà mới có mấy ngày sau mình vĩnh viễn không thể nào gặp được anh mình nữa và ngay cả cái thi thể của anh mình cũng không thể nào dòm chỉ có thể dòm được qua cái video á, mà cái người cha của anh phúc vẫn quay lại thôi thì cái cảm giác đó một con người sống có tình có nghĩa cái tình thâm nó có đó các bạn đau lòng lắm nó bi phẳng nó đau lòng lắm bởi vậy á sau này chị tiết biết là anh mình linh nhưng mà không có sợ tại vì anh phúc khi mà anh về rồi đó thì anh cũng đâu có làm gì đâu anh chỉ thể hiện rằng là ảnh có hiện diện ở đây theo bảo nghĩ là như vậy rồi ảnh xuất hiện chỉ có khi mà ảnh tức giận theo cái kiểu là ảnh kêu mà không nghe theo kiểu như vậy thì ảnh làm cho hơi sợ thôi chứ ngoài ra ảnh chỉ theo là phù hộ chị tuyết cho nên á mặc dù anh đã mất rồi nhưng mà cái thời gian <laughs> sau thời gian ảnh mất mấy năm ảnh vẫn còn hiện về có thể là mình gặp được ảnh trong giấc mơ, gặp những cái bóng hình thoáng qua thôi. Nhưng đó cũng là một cái niềm an ủi. Hiện tại đó thì anh đi rồi, anh không có về nữa. Bởi vậy khi mà chị Tiết cởi tới cái đoạn này đó, Bảo biết là chị đã dán chị gồng. Chị gồng để không phải thốt ra cái, phát ra cái tiếng khóc. Mà chị gồng không nổi, rất là út ngạn. Thì khi Bảo nghe, Bảo cũng rất là cảm động về cái tình cảm của một người sống và một người đã chết nhưng dẫu sao á thì em có đôi lời gửi đến chị đôi khi á mỗi người thì có mỗi số anh không may mắn để có thể sống hết cái quãng đời còn lại cái tình thương đó thì vĩnh viễn nó không mất đâu chị nó vẫn ở trong lòng của những người ở lại à, giống như là giống như là chị nhưng mà chị cũng đừng có thương tâm anh đã đi rồi tức là anh đã được giải thoát rồi. Một phần nữa đó là khi mà anh đã giải thoát đó, thì anh luôn muốn những người ở lại những người thân yêu của mình có một cái cuộc sống thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và không muốn những người ở lại phải vì mình mà buồn lòng, vì mình mà đau xót, cho nên là em hy vọng rằng đó chị cố gắng um, tình thương nó sẽ mãi 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 nó không mắc đâu Cần thiết nhất á, là mình phải sống thật là tốt à, Bởi vì ngoài cái việc um, Cuộc sống của mình Thì còn có uh, Cuộc sống của gia đình, người thân Hãy tạo niềm vui cho họ Để sau khi này mình lớn tuổi hay là trăm tuổi già gì đó Mình cũng cảm nhận được Ừ Lúc mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình còn sức lực Mình đã Làm mọi chuyện À sống thật tốt, lo lắng cho gia đình. Đó là một cái niềm mà Bảo nghĩ là một cái niềm tốt đẹp nhất cho những người già mỗi khi nhớ lại cái thời trẻ của mình đã làm những cái việc cố gắng sống hòa thuận, yên vui với gia đình, tạo những cái niềm vui cho người thân, bạn bè. Thì đó là là một cái niềm là mình nên làm. Và khi mà mình trăm tuổi già gì đó thì có thể là mình vẫn thương con cháu mình y như cái kiểu anh Phúc thôi nhưng mà dẫu sao á là mình đã làm đúng cái, 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 cái nguyện nguyện vọng của cái người đã mắc và đặc biệt là anh phúc anh nếu là anh đã theo chị để mà um, phù hộ cho chị như thế thì anh vẫn muốn á là chị phải sống thật là vui tươi à, thì đó là những thì đó là những chia sẻ mà bảo muốn gửi đến chị Tuyết câu chuyện á thì nó đã kết thúc rồi các bạn nhưng mà Đối với Bảo á Thì đây là một cái câu chuyện So với cái mức độ tâm linh Thì đó chỉ là một cái yếu tố tâm linh bình thường thôi Ở Giống hồn hiện về thôi Nhưng mà nói về Cái tình cảm Sâu sắc giữa chị Tuyết Và Anh Phúc thì đây là một câu chuyện Cực kỳ cảm động, Bảo chắc chắn là như thế à, Những chia sẻ đó à, Bảo muốn gửi đến chị Bởi vì á mỗi người khi mà họ có cái số như vậy rồi thì khi họ được siêu thoát họ vẫn muốn người thân của mình những người còn ở lại sẽ có một cái cuộc sống thật là tốt đẹp hòa thuận dạy dỗ con cháu cho nó lớn lên nó thành một cái người tốt một cái người có ích thì đó có thể là những ý muốn những cái nguyện vọng lớn nhất của những người họ đã ra đi. Thì hy vọng rằng đó những lời chia sẻ này có thể um, giúp chị uh, phần nào đó uh, nguôi ngoai đi cái nỗi buồn uh, mà tiếp tục có cái cuộc sống vui vẻ. Uh, những cái chia sẻ này thì có thể là làm mất thời gian của các bạn. Nhưng Bảo muốn chia sẻ để cho những người khi mà họ còn anh em, bạn bè gì đó mà hãy trân trọng những cái khoảng thời gian khi chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau à, rồi à, bây giờ câu chuyện đến đây là kết thúc à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo